Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với Đoàn Xúc tiến Thương mại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn Xúc tiến Thương mại tỉnh Vân Nam tại Việt Nam, đồng thời đánh giá khái quát tình hình hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam và đưa ra một số biện pháp nhằm thúc đẩy kinh tế thương mại, hợp tác đầu tư giữa các tỉnh giáp biên. Thứ trưởng nhấn mạnh đến việc hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, đặc biệt trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động hội chợ thương mại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam, nhất là các sản phẩm nông sản khi xuất khẩu sang tỉnh Vân Nam. Đề nghị tỉnh Vân Nam dành thêm nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư kinh doanh, cũng như tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại tỉnh Vân Nam.